Chiều nay 29 tháng 1 tại Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã diễn ra giao lưu giữa các cơ quan báo chí truyền thông tỉnh Lào Cai Việt Nam với các cơ quan báo chí truyền thông Châu Hồng Hà tỉnh Vân Nam Trung Quốc. Tại buổi giao lưu, đại diện các cơ quan báo chí truyền thông hai bên đã giới thiệu chung về hoạt động, định hướng phát triển, mong muốn tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về các lĩnh vực hợp tác giữa hai tỉnh trong giai đoạn tới. Trọng tâm trong tuyên truyền về hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, nâng cao chất lượng hợp tác kinh tế thương mại, thúc đẩy giao lưu giữa nhân dân hai bên biên giới, thúc đẩy khởi động là các chương trình hợp tác về du lịch, nông nghiệp, bảo vệ môi trường khu vực biên giới. Cùng với đó, hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, sản xuất các chương trình chất lượng cao, phản ánh về miền đất, con người, nền văn hóa, danh lam thắng cảnh và chính sách thu hút đầu tư của mỗi bên. Hiện Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đang xúc tiến trao đổi hướng tới hợp tác với Đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc sản xuất bộ phim tài liệu về tuyến đường sắt liên vận quốc tế Việt Điền. Mong muốn ban tin tức chính quyền nhân dân châu hồng hà, cục phát thanh truyền hình châu hồng hà hỗ trợ hoạt động của đoàn làm phim trên địa bàn châu hồng hà. Qua cuộc giao lưu, các cơ quan báo chí truyền thông hai bên sẽ tiếp tục thông tin tuyên truyền làm sâu sắc thêm mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân các dân tộc Việt Nam Trung Quốc nói chung, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai và tỉnh Vân Nam nói riêng.